Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục tới nhà của em Linh để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai đâu quý vị. Đó, phôi ha. Để đẹp không đây ha. Đó. Để lực không ha. Cọng nào nó chán quý vị ơi. Rồi, chào em. Chào anh, con xin chào cô chú anh chị trên mọi miền Tây Quốc. Nay con có về một số phôi mai để giao lưu cùng cô chú anh chị. Mong cô chú anh chị ủng hộ cho con. Chương trình của con như là xưa giờ nha cô chú. Ba sóng ba ship cho cô chú anh chị mình toàn quốc luôn. Rồi, con tiến hành dọc cây đầu tiên luôn cô chú ơi. Rồi, mã số 1. Rồi, mã số 1. Chiều cao. Rồi, chiều cao là 60. Rồi, cái hoành luôn. Rồi, hoành thân là 16 cô chú ơi. Rồi. Tay cạnh đều luôn nha cô chú. Đế nơm trải đều luôn. Rồi, để đây. Vàng tươi luôn. Kính rồi luôn. Mã số 1 được có xin giao lưu là 450. Rồi xuống cây. Rồi mã số 2. Số 2. Rồi chiều cao là 42. Rồi hoành thân là 21 cô chú ơi. Rồi. Đế luôn đế ha. Đế mặt nào cũng có đế luôn nha cô chú. Rất là lực luôn. Rồi mã số 2 này có xin giao lưu là 600. Rồi xuống cây. Rồi mã số 3. Rồi chiều cao đây? Là 34. Rồi hoành thân là 24 cô chú ơi. Rồi xe luôn. À, quý vị mà có số chốt số lượng nhiều vẫn có những quý vị đó, quý vị thấy trong màn hình không? Quá xa luôn ha. Có giá sĩ nhưng quý vị. À, để đây. Mai về tiếp nữa. Rồi mã số 3 này có xin giao lưu là 600. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 4. Rồi chiều cao là 45. Rồi hoành thân là 16 nha cô chú ơi. Rồi. Đế luôn quý vị ơi. Đế đều luôn cô chú ơi, mặt nào cũng có đế luôn. Một mẹ một con luôn. Gái con. Rồi mã số. Mã số 4 này con xin giao lưu là 350. Rồi xuống cây. Mã số 5. Anh nói cái cây nha, phải nói em. Rồi chiều cao là 44. Rồi hoành thân là 18 cô chú ơi. Rồi xe luôn. Cộng đế rất là lực luôn nha cô chú. Rồi để đây quý vị. Rồi mã số 5 này con xin giao lưu là 400. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 6. Số 6. Mã 6 lực cây này rồi cô chú ơi. Rồi, chiều cao là 55. Rồi, hoành thân vị trí này là 23. Rồi, xây luôn. Tay cành cũng khá ha. Để vàng tươi luôn. Cộng rất chán lực luôn nha cô chú. Đó. Cuốn vào trong cái mình còn gì nè. Rồi, giao lưu rồi, mã số 6 này cô xin giao lưu là 650. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 7. Số 7. Rồi, chiều cao là 39. Rồi hoành thân là 15 nha cô chú ơi. Rồi xây luôn. Rồi để nè. Rồi giao lưu. Rồi mã số 7 này cô xin giao lưu là 300. Rồi xuống rồi, cây. Rồi mã số 8. 8. Rồi chiều đây. Cao là 76. Rồi hoành thân ở vị trí này là 20 nha cô chú ơi. Rồi. Rồi vô đế nhưng quý vị. Để đây. Để đây. Rồi mã số 8 này cô xin giao lưu cô chú anh chị mình là 400. Rồi xuống cây. Rồi mã số 9. Chín. Rồi chiều cao là 52. Rồi. Rồi hoành thân là 18 nha cô chú ơi. Rồi xây luôn. Để dàn tươi dưới luôn. Cây rất là già cây luôn nha cô chú. Rồi giao lưu. Rồi mã số 9 này cô xin giao lưu là 500. Rồi xuống rồi, cây. Mã số 10. 10 lên luôn. Rồi chiều cao là 60. Rồi hoành thân là 18 nha cô chú ơi. Rồi xây luôn. Dựng mấy cái đỉnh luôn nè cô chú. Thế thì mặt nào cũng có đế luôn. Đều bốn mặt luôn nha cô chú ơi. Rồi mã số 10 này cô xin giao lưu là 550. Rồi mã số cây. 11. Một lên luôn. Rồi chiều cao là 48. Rồi hoành thân ở vị trí này là 21. Rồi xây luôn. Rồi xuống đế nhưng quý vị. Đấy, cộng bự không ha. Đó có lực cây luôn nha cô chú. Rồi mã 11 được có xin giao lưu cô chú anh chị mình là 450. Rồi. Rồi mã số 12. Rồi chiều cao là 55. Rồi hoành thân là 18 nha cô chú ơi. Rồi xây luôn. Rồi mình vô đế luôn rồi quý vị ơi. Mặt nào cũng có đế luôn cô chú ơi. Rồi mã số 12 này cô xin giao lưu là 450. Rồi xuống cây. Rồi mã số 13. Ba, siêu quay bay đây. Rồi. Chiều bay của nó là 69, 70 nha cô chú. 70. Chiều bao là 70. Rồi hoành thân là 20. Rồi 20 hoành.
tay cành rất là đều luôn nha cô chú ơi. Rồi xuống cái bệ đế nha quý vị. Để đây. Đây. Đó. Rồi mã 13 này cô xin Zalo cô chú anh chị mình là 600. Rồi xuống cây. Rồi mã 14. Rồi. Rồi chiều cao là 69 nha cô chú. Ồ, để nó lại bên ngồi vậy. Chiều cao là 83. 83. Bên ngồi thước. Bình thân là 20. Rồi. Tay cành rất là đều luôn cô chú ơi. Nó búng ra cái đặt kẹo liền. Đặt ở trên từ trên xuống hen. Đế thì mặt nào cũng có luôn nha cô chú. Rồi để luôn. Rồi mã 14 này cô xin Zalo cô chú anh chị mình là 500. Rồi xuống cây. Rồi mã số 15. Rồi 15. Rồi chiều cao là 60. Rồi hoành thân là 18 có hơn nha cô chú ơi. Xay luôn. Cành rất là lực luôn nha cô chú. Rồi xuống đế luôn ha. Đế đây. Khá đế cô chú ơi. Rồi mã 15 này cô xin Zalo là 450. Rồi xuống cây. Rồi mã số 16. 16. Rồi chiều cao luôn. Rồi chiều cao là 56. Rồi. Rồi hoành thân là 18. Rồi xay xay luôn. Có số tay cành luôn nha cô chú ơi. Rồi mình xuống đế luôn ha. Đế nào cũng đặt nè. Bị lưng nè. Rồi bị bụng nè. Rồi mã 16 này cô xin Zalo là 400. Rồi xuống cây. Rồi mã số 17. 17 chiều cao luôn. Rồi chiều cao là 60 cô chú ơi. Rồi. Rồi hoành thân là 17 có hơn nha cô chú. Rồi xay xay luôn ha. Nó dán lắc lắc như viên ha. Đế dưới nè, cộng bự. À, cái chân chịu ăn rất là lực luôn cô chú ơi. Đuôi nè, có đuôi luôn đó ha. Rồi, vô luôn nha. Rồi, mã 17 nha, cô xin Zalo là 500. 500. Rồi, mã số 18. 18. Rồi, chiều cao là 46. Dướng cũng ghế rồi, con đo. Đo ngoài đi ha. Rồi, vị trí ngay đây là 15 nha cô chú ơi. Đo ngoài đó 15. Đó, có không để chịu ăn tức này. Đó. Rồi, cho luôn như đây. Rồi, mã 18 này có xin Zalo là 350. 350. Rồi. Rồi, mã số 19. 19 đây. Rồi, chiều cao là 52. Rồi. Rồi, hoành thân là 17 cô chú ơi. Rồi, xay xay luôn, 17 qua. Có con số tay cành luôn nha cô chú. Rồi, xuống đế luôn. Đế đây. Cũng nở luôn cô chú ơi. Rồi, mã 19 này có xin Zalo là 450. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 20. 20 đây. Rồi, chiều cao là 75. Rồi. Rồi hoành thân là 20 cô chú ơi. 20. Rồi xe xe luôn nha cô chú. Có số tay cành luôn. Rồi xuống đế nha quý vị. Đế thì mặt nào cũng có đế luôn nha cô chú ơi. Đế đây. Rồi cho luôn nha. Rồi mã 20 này có xin Zalo cô chú anh chị mình là 700. Rồi xuống cây. Rồi mã 21. 1. Rồi chiều cao là 76. Rồi hoành thân là 19 có hơn cô chú ơi. Rồi. Củ nở luôn nha cô chú. Rồi, đế luôn ha. Đế ôm luôn nè, có cũ luôn. Rồi, mã 21 này cô xin Zalo cô chú anh chị mình là 450. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 22. 22. Rồi, chiều cao là 68. Rồi, hoành thân là 18 cô chú ơi. Rồi, xe xe tài luôn. Tài cành đều luôn nha cô chú. Rồi, xuống đế nha nha quý vị. Rồi, bộ đế đây cô chú đây. Ơi. Chiều trước cũng có nha. Đây, lưng còn bự ha. Rồi mã 22 này cô xin Zalo của chú anh chị mình là 450. Rồi xuống cây. Rồi mã 23. 23 chiều rồi, cao chiều luôn. Cao là 56. Rồi hoành thân là 19 cô chú ơi. Rồi xay xay luôn. Rồi xuống bệ đế nhìn cái gì. Đế mặt nào cũng có đế luôn nha cô chú. Rất là duyên dáng luôn. Rồi mã 23 này cô xin Zalo của chú anh chị mình là 400. Rồi. Rồi mã 24. 24 đây. Cây này duyên dáng nè cô chú ơi, chiều cao là 62. Rồi. Rồi hoành thân là 17. Rồi xe xe luôn. Dáng lát lượng luôn nha cô chú. Rồi xuống đế ha. Đế mặt nào cũng có đế luôn cô chú ơi. Rồi mã 24 này cô xin Zalo là 400. Rồi xuống cây. Rồi mã 25. 25. Rồi chiều cao là 79. Rồi hoành luôn. Rồi hoành thân là 18. Rồi xe xe luôn. Em này nách cũng bể bể ha. Dạ. Nó chuẩn bị lên sầu hết rồi cô chú ơi. Giống quá cái gì nè. Dạ dạ dưới đây cũng vậy ha. Hàng tương lai ha. Dịu dịu nó nuôi sung chảy nữa. Mình bộ đế rồi cô chú ơi. Quá xá cái nồi đế luôn. Giá này là báo là mai thường nha. Chứ không phải báo mai sầu nha. Rồi giá luôn như em. Rồi mã 25 này cô xin Zalo là 450. Rồi xuống cây.
Rồi mã 26. Rồi. Rồi chiều cao là nữa rồi. Rồi chiều cao là 77. Rồi hoành thân là 20. Rồi, xay xay luôn. Rồi, xuống đế có gì? À, nguyên cũ dần tươi luôn. Rồi, giao lưu như. Rồi mã 26 nó có xin giao lưu của chú anh chị bên là 550. Rồi, ok. Rồi mã 27. Rồi. Rồi chiều cao là 80. Rồi. Rồi hoành thân là 25 cô chú ơi. Rồi hoành 25, cũ dưới nở chắc ba mấy mà ha. Nó đo thử em. Nó ngay ngắn ừ. Cái nhiều. Cũ của nó 32. 32 luôn ha. Nở bự ha. Rất là lực cây luôn nha cô chú ơi. Đây cái gì? Nghe cái cũ nè. Cũ bự lắm nha. Đó, đặt luôn ha, mặt nào cũng như mặt nào ha. Kính nè. Rồi giao lưu nha em. Rồi mã 27 này cô xin giao lưu là 850. Rồi, xuống cây. Rồi mã 28. Rồi 28. Rồi chiều cao là 54. Thân ngay vị trí này là 25. Rồi, xay xay luôn. Rồi, mình xuống đế nha quý vị. Đây nè, con duyên lắm ạ. À. Cũng có nhìn cũng ra hình hình nè. Mình không dám nói hình gì nha. Cục trời tựa đó. Rồi, mã 28 này cô xin giao lưu là 700. Rồi. Rồi, mã okay. 29 luôn cô chú ơi. 9 nè. Tại cạnh đều rồi, quá nè. Chiều cao là 1 mét cô chú. Rồi hoành thân là 20 cô chú ơi. Rồi 20 hoành. Đó trên cái cổ ha. Ở dưới nở bát chữ A luôn ha. Tay cành đều luôn. Rồi xuống dưới bát đế nào quý vị. Nở đẹp ha. Rồi xe quanh kia lượt. Rồi cho luôn như thế. Mã 29 thì coi xin gia lô của chú anh chị mày là 1 triệu. Rồi xuống cây. Rồi mã 30 là mã cuối clip của con luôn rồi. Nha cô chú. Rồi chiều cao là 1 mét luôn cô chú ơi. Rồi hoành thân là 21 nha cô chú. Rồi xây xây luôn. Tay cành cũng đều đây ha. Vì cái mía kỹ nha. Mình chuẩn bị xuống đế nha. Quý vị nói mình quay nhanh quá. Mình quay vậy là cũng chậm so với mấy bạn đồng nghiệp rồi đó. Rồi để đây quý vị. Mặt nào cũng có đế luôn nha cô chú ơi. Chuyện trống thì có đủ hả nha. Rồi cho luôn nha. Rồi mã 30 này cô xin giao lưu cô chú anh chị mình 700. Rồi cũng là cây cuối clip của con luôn cô chú. Rồi cuối clip thì con cũng mong cô chú anh chị ủng hộ con để con có động lực tìm những cây đẹp gì để phục vụ cho cô chú anh chị. Con cảm ơn. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.